cũng có tiền. Dạ, thấy mưa gió dài ngày quá. Ơi, cái ta. Người đẹp hoa đẹp mà không mua được thôi đó. Một cây này là bao nhiêu tiền? Ăn cơm là hết cơm luôn này. Chị có thể giới thiệu khoảng một cặp bao nhiêu tiền cho bà con biết được không? Nắm cái giá thị trường hàng cũng là 700. 700. Dạ. Nếu như dân em bao chợ. Dạ. Cá đi mình sẽ bỏ 50.000 đồng. Còn cái đó là tầm cặp 500 thôi. Cặp 500 này. Nhỏ hơn. Đây, chậu nhỏ hơn mọi người này. Còn này là mâm xôi của Đà Lạt. Đà Lạt. Cái này là một cặp khoảng tầm bao nhiêu chị? 600.000 một cặp hay là một chậu? Một chậu 300. Một chậu 300. Hai chậu 600. Còn hai chậu to đó. Tại nữa là câu đẹp là 5.000. Đẹp 5.000. Còn đi là 30. 30. Rồi. Còn kèm theo cả trâu với lại đồ nữa hay sao, hay là mua riêng? Trâu là 5.000. 5.000. Ăn lộ. Mình đi rất là nhiều chợ rồi nhưng mà thấy rất là ấn tượng với ngôi chợ ăn lộ này cả nhà. Đây mình đến cầu ăn lộ rồi đây mọi người. À, đây là cầu ăn lộ này. Ta đi qua cầu ăn lộ và đến chợ ăn lộ cả nhà nhé. Và các bạn là chợ ăn lộ. Các bạn thấy không khí nhộn nhịp ở phía trước khu vực gần đây cầu này đâu. Có công an để điều tiết giao thông. Đường này là đường quốc lộ 1 luôn mọi người, cho nên là không khí rất là nhộn nhịp. Hey, mình sẽ được mến chào bà con cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình nhé. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt ngay tại chợ An Lộ, Phong Điền, Thừa Thiên Huế mọi người. Các bạn thấy không khí rất là nhộn nhịp ở phía trước khu chợ An Lộ này. Đây, các bạn thấy này, rất là đông luôn. Mình đi rất là nhiều ngôi chợ rồi nhưng mà chợ An Lộ này là thấy số lượng người đi chợ đông lắm mọi người. Các bạn thấy không gian phía trước này bán hoa này, bán trái cây này, đấy, bán rất là nhiều mặt hàng luôn. Đây, bên này là có thêm một cái con đường nữa, đường đi ra phía khu vực chợ nữa. Đó. Mời bà con cập nhật cái không khí ở chợ An Lộ mọi người nhé. Đó, chúng ta đi tới đây một đoạn này. Trên này là anh mấy chú công an đang điều tiết cái giao thông ở phía trước đường, ngay cái đoạn mà giáp với quốc lộ luôn. Cái xe đẹp đỏ này, dàn hàng ở bên trước đó. Bên kia cũng đông lắm, bên kia dàn hàng chuối này, hoa. Ôi, mình thấy không khí ở đây rất là nhộn nhịp luôn. Chợ Tết, chợ ăn lộ. Ăn lộ ngày Tết, trên đó có cái bảng chữ ăn lộ. Chợ ăn lộ. Khu vực bên này là có bán hoa này mọi người. Hoa bán chuối này. Bán chuối không? Một cái này là cái không gian bán hoa của bà con. Này hoa đào. Chị bé bán hoa chị bé. Này là đi xe. Này hoa ly đẹp cho mọi người. Này hoa ly mini chậu cuộc. Đây, mình đang có bưởi da xanh. Đây, không gian chợ ăn lộ rất là rộng luôn mọi người nhé. Đây, chúng ta sẽ đi bao quanh một vòng và lát nữa chúng ta sẽ đi vào trong chợ. Không khí nhộn nhịp.
Tết. Bà con đi vào phía bên trong này mọi người nhé. Đây bán bưởi da xanh. Đây có cả không gian ẩm thực bún bò, cửa hàng gian hàng trái cây. Chuối bắn cái này để dưới nấy to à giữ một đơn gái mẹ mua măng hả? Dạ mẹ mua măng mẹ nấu món chi cháo ứng nấu chi đồ nấu nấu mọi thuốc cái gì mà hỏi dạ hỏi cho biết chứ còn hỏi cho biết chứ hỏi cho biết à cả này là mấy bạn được không bằng nữa cái này về làm món chỉ là ngon mẹ hè ngon giờ chứ mẹ món gì được hết à hầm giò ngon hả dạ lại là măng măng non này mất chứ đợi với mẹ bạn mấy à bỏ một cậy này thôi bỏ là tấm kẹo là nhiêu thôi như như nồi như măng bá là cũng thịt thôi măng bá là chi ra gì được mọi ruột cũng khó tôi ăn cái này mình sấy khô lên nào bỏ cái hay hè mình giờ mình có cái măng này hay hè à hồi sấy hả câu câu chút anh măng gì được câu à nhà con quay chợ Tết chợ Tết dạ quay chợ Tết chợ ăn lộ mình đông vui hết chứ câu quay mẹ con quay không dạ con đề mẹ quay thôi quay hết này trái cây ờ đi với mẹ luôn hả rồi mẹ đi mua chợ mô đi mua cáo tàu rồi đi chợ mô con cảm ơn ngon nhá này các cái gian hàng bán trâu này ống chuối đó mọi người đây chuối chuối bán chuối hả dạ cho em cho con quay chút mẹ quay tiền mười bạc năm này chưa mua tốn quá là bốn bảy năm này chưa mua tiền bạc gì nữa hay mất cả năm này từ mai hồi tối đi quấy nó tên này rồi quấy tên quấy được cái gia hàng chuối mà dài đứa luôn à hay là gia đẹp ấy bốn mươi lăm ngàn đô để má trông đây nhỏ mà. Rồi cảm ơn ngon nhé con đi đã dạ chú đẹp mà đẹp thiệt bà con tự nói luôn chứ dạ. Rồi bán nhanh về ăn Tết nhà mô cao trâu mô dạ cao trâu tí nào con quay đây 35 35.000 kén ơi thổi nóng đang kén ơi rồi tiền về tiền về tiền vô đây họ nói qua quay cao trâu rồi cao trâu đây cao trâu ăn lộ mọi người nhá cao trâu ăn lộ chờ ăn lộ luôn trâu bà con ghé mua để đây có vui này họ bán một trái là bao nhiêu tiền trái nữa là câu đẹp là 5.000 đẹp 5.000 đi là ba trái chục rồi còn kèm theo cả trâu với lại đồ nữa hay sao hay là mua riêng trâu là 5.000 5.000 là một lá hay là mấy lá hay là một tập một sắp nữa một sắp đi là 5.000 mọi con dạ họ sắp là thay giải rồi kèm theo vôi một bi bao nhiêu nè vôi là 3.000 dạ đó họ nói rất là chi tiết rõ ràng bà con nghe được là ghé họ mua ủng hộ nghe đây ô bán gì đây ô bán cao trầu với chuối luôn nè chè 5.000 nữa nè dạ ô bán đủ loại thì rồi cảm ơn ngon nha đi đã vào trong này hình như là gần đây là có cái tiệm mô bán thịt nướng á thấy thơm dễ sợ luôn có ô mua bán thịt nướng á thấy thơm dễ sợ luôn
không gian chợ. Hoa. Về nhộn nhịp luôn mọi người, ngay chỗ chợ ăn lộ bà con nhé. Đây hàng trái cây nè, hoa. Sau này bà con đây đã đi ra phía đường chính, đoạn quốc lộ 1 bên này đi vào bên trong. Cái chợ này đi vào đi vòng bên trong luôn hả? Đi vòng bên trong mà đi thẳng về trước à? À đi vào đường đi hả? À rồi rồi, cảm ơn ngon nhé. Mày bán nhân về Tết. Mình thấy đi chợ, các ngôi chợ thì thấy chợ ăn lộ rất là nhộn nhịp vui á mọi người. Đông. Đây mình mua hoa này. Rồi, ham mua với. À, ai o đấy hả? Ờ, máy o nó vô hết rồi, o mồ vô hết rồi. Dạ, dạ, máy o nãy giờ quay hết rồi. Người dân trồng à? Người tự trồng á. À, mình tự trồng. Còn đây là mua đây cũng anh em với nhau hết. Dạ. Trần Minh Phương ơi. Dạ, em Trần Minh. Trần Minh Phương. À, dạ, Trần biết hay nữa. À, cảm ơn bà, dạ, 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 dạ. Rồi, cảm ơn chú. Dạ. Dạ, 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 đi vô hàng ăn rồi mua hè. À, dạ, 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 dạ. 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 Này o văn mía. Dạ, văn mía hả? Mía Quảng Điền hả? Mía Quảng Điền này cũng nổi tiếng lắm á. Dạ, con cảm ơn con nhé, con đi đã. Rồi chúng ta tiếp tục đi vào trong cập nhật các cái gian hàng khác. Còn đây là trái cây, gạo. Dạ. Bún hả? Chào lòng. À chào lòng hả? À đây. Dạ. À, cái chợ ăn lộ mình là món gì? Chợ ăn lộ mình là món gì là nổi tiếng nhất chú Hà? Chợ ăn lộ bên nhà. Dạ. Dạ, dạ. Có món gì? Bánh nước hả? Dạ, dạ. Dạ, để đi theo vòng đi ngoài đi rồi xong đi vô lại à? Rồi, dạ, dạ. Đi có đường vô không? Dạ, dạ. Dạ, dạ. Hai cửa hàng bún. Bún. Dạ, cả nhà cứ bán bình thường. Quay. Con quay chợ Tết thôi, có gì cả. Dạ. Dạ, đây là gian hàng bún. Hôm nay bún nghệ ngon lành nha. Siêu ngon. Hài lòng. Đây là làm nóng hết đây. Dạ, làm nóng hết. Đẹp chả nhà đẹp. Dạ. Má sẵn trà đã chị với. Dạ rồi, em cảm ơn chị nhé. Này chả này, chị đây bán rất là nhiều mặt hàng luôn. Này chả này mùa Tết, nem chả mùa Tết. Dạ. Dạ, cái này mình có thể báo giá cho bà con được không anh chị? Được. Dạ. Loại này chi trăm. Chị là một ký 100 là chả chi đi, chả đi. Dạ, chả thủ. Chả gì? Chả thù. Chả thù rồi. Còn loại nào khác nữa? Chả đã là ngon nhất. Chả bò. Chả giá bò. Chả giá bò. Rồi, dạ. Chả lùa. Chả lùa. Rồi. Chú. Rồi. Cái này. Và đi ném cây 30. Cây 30. À, ném hộp đi cây 40. À, hộp 40. Rồi, hộp 40. Dạ, rồi. Cái này hộp 40 ngàn. Rồi, để coi chị bé cắt. Cắt cả này, bán cả này. Cắt kéo tay lui xíu chị rồi. Cắt đi. Cắt cả, tay mềm mại hết.
của mâm nêm hả? À, đi ra ngoài các cái gian hàng ngoài này. Ngoài hàng vịt. Dạ, hello. Gà nè, heo nè. Chà, cái tay chặt dẻo thấy. Đây, ra ngoài không gian hàng cá mọi người. Đi hết chợ ăn lộ này rất là rộng luôn. Mọi con nhé. Ra ngoài không gian hàng cá. Cá nè, cá nè. À, ủa cái này chưa quay đây mà. À, sao vậy? Lên nữa rồi. Lên vừa rồi hả? Lên nữa. Yeah. Mình thấy gian hàng nào ở chợ ăn lộ cũng đông vui luôn mọi người. Rất là đông vui luôn. Ờ cứ làm bát đi. Con thấy cá ngon quá, đứng lại quay cho. Dạ ngon chứ. Mắm này thì ngon. Dạ. Mắm này là mắm gì đó? Lục. Mắm lục à? Mắm thính. Mắm thính. Dạ đó. Chờ cái mắm này mà ăn mà nhất ăn cơm là hết cơm luôn này. Dạ. Dạ, dạ. Cái này mắm là mắm gì? Mắm dưa. Dạ. Cái này ô bán răng. Dạ, làm 7.000 mới làm. Cái này cá này nướng này không hả? Nướng cái này cá nướng luôn. Anh nục. Còn cái này là cá gì? Cá mòi nữa. Cá mòi. Ngon lành canh đào. 10.000 ruốc. Rồi 10.000 ruốc nữa. Mẹ mua sắm đồ Tết chưa? Rồi. Mua hết rồi hả? Dạ. Rồi em. Dạ ok. Rồi bà con coi video tới ghé mua ủng hộ cho gì cho chị. Oh. Dạ. Rồi cảm ơn mẹ, cảm ơn O nhá. Đi đã. Chợ ăn lỗ đông vui luôn mọi người ơi. Cả nhà về chợ ăn lỗ đông mặt hàng chứ cũng có luôn. Có bạn dạ hàng Tết đây ơi. Cái món này ăn cơm này ngon này hả? Đặc sản. ngồi đó bình thường. Dạ. Cái này là dưa, này là dưa món à. Đuôi heo à? Cái này đuôi heo à? Dạ. Nước mắm à? Dưa món, dưa heo. Cái này vào. Và dầm. Cái này ca. Dạ rồi cảm ơn kim chi này. Đấy, kim chi của con. Rồi cảm ơn ngon nha. Ê chú bán mì hả? Bán mì. Ủa đi vào trong đi là gian hàng chứ chú? Trong là hàng bánh kẹo. Bánh kẹo. Hàng ăn. Còn ngoài đi? Ngoài đi là thịt heo. Heo. Hàng tươi sống. Đâu quá tươi sống. Dạ. Dạ rồi cảm ơn chú. Mình đi tới đây đoạn rồi lát đi vào trong. Heo bán thịt heo. Đẹp con ơi. Đẹp. À, con sẽ xin lỗi không? Nhìn mắm ngon mọi người nè. Cả nhà mua cái mắm đi. Mắm rê, mắm ruốc đi. Mắm nè, ruốc nè. Chú ăn lộ nè. Ồ, đây bánh tét, bánh chưng, bánh nậm. Ồ. Tết này bán bánh tét, bánh chưng được không? Ê à. Chưng
không có tiền đây mà ế. Không có tiền à? Mưa gió nữa, mưa gió. Dạ, mưa gió dài ngày quá. Tình yêu của tôi mà ơi, vừa đi là ơi, Huế quê ta đây. Ơi, kìa ta. Ôi giời, ô vừa đây sáu tác. Có bài thơ mô hay hay chứ. Tặng bà con nè. Để chị đây. Mua bánh này được không? Bánh này cũng ngon á. Bánh chưng này một cặp bao nhiêu gì bé? 30.000. Cặp nên là bánh chưng là cặp 30.000. Còn đòn ni là bao nhiêu? 60. Dạ đó. Giới thiệu cho bà con ghé gian hàng ở chợ An Lộ mua này. Đây chị đây thấy mặt on ni là mua liền. Rồi cảm ơn ngon nha. Ô đang ship hàng cho người ta. Dạ. Đây thấy các bạn thấy đông mà. Ô nó đang. Rồi chào ô nhá, con đi đã. Chúc ô ăn Tết vui vẻ. Rồi bánh tét đi, tét đi. À, đi ra ngoài này là đường đi vòng lên lại. À, mọi người bây giờ chúng ta đi vào bên trong trong chút xíu thôi. Dạ, chợ An Lộ rộng thênh thang luôn mọi người. Đây 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 mình ra thấy đường rồi, cái cửa hàng Thuận Kiều này. Cái này gian hàng có bán mấy hàng Tết ra, sau này vẫn còn gian hàng là mọi người, nhưng mà mình chắc là mình đi vòng phía trước. Là sao là vẫn còn gian hàng mọi người nè. À, đi vòng về trước mọi người nhé. À, không gian chợ bên ngoài. Ngày nay trời nắng đẹp rồi cả nhà. Mấy họ bán rau, mấy mẹ bán rau. Mẹ bán hết rau chưa? Còn ít à? Mày bán rau này là rau chi mày hả? Rau này là rau quắn. Rau quắn à? À, cái nít độ bóp ngon lắm. Bóp ngon lắm mày. Siêu nữa. À, dạ. À, bà con ghé mẹ mua rau bóp. Rồi cảm ơn mẹ nhá. Rồi ghé mua đi ơi. Bên này mẹ bán hoa. Hoa thuộc dược. Luôn mọi người. Đấy, bên ngoài, à, bên ngoài mọi người này. À, tí nữa chúng ta ra đây, chúng ta đi vào trong này một xíu nữa. Dạ. Yeah. À, trong hàng bên trong. Có cái gian hàng may. Này, không gian bánh kẹo. Cái hàng may. Đây có bán thêm câu nè mọi người. Câu Tết à? Câu Tết. Mày bán cầu, cao trầu này. Mày bán cao trầu Tết này. Nhà hàng áo quần. Áo quần cũng đông luôn. Này bán dưa
chị ô cái này là món kiều à tốt cái này chưa ngọt nha yeah. Đây là mầm kiều. Chân gà. Ôi, ngon. Đây là cóc dầm. Cóc dầm hả? Dạ. Còn món gì? À, mấy món bên này là... Bò. Mấy bò bên kia. Bò kim chi. Dạ. Rồi, ngon ha. Rồi, dưới đây, tắm dạ. Hàng. Dạ, rồi, cảm ơn con ấy. Con nghe, nghe. Nghe luôn. Nghe luôn, nghe luôn. Dạ. Dạ, rồi cảm ơn em đi đã. Dạ. 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 Dạ cứ tự nhiên thôi mẹ ơi, dạ. Này nhà hàng bún mọi người. Bánh ướt. Rồi, hàng bánh ướt ngon. Cái hàng áo quần. Mình nãy giờ đi được một vòng chợ An Lộ mọi người, rất là rộng luôn. Giờ này thì cũng vừa trưa rồi nhưng mà mình thấy khách đi chợ, bà con đi chợ cũng rất là đông. Đấy. Đấy, không gian bán hàng trái cây, bánh kẹo, rồi hoa. Thơm này. Trước này là đoạn trước cổng này bà con. Đây, xe bên cầu An Lộ đi qua. Nhộn nhịp và tấp nập và chợ An Lộ. Mình đi rất là nhiều chợ rồi nhưng mà thấy rất là ấn tượng với ngôi chợ An Lộ này cả nhà. Lộ này mấy mẹ bán cầu trầu ở phía trước cổng này. Ở đây có các cái gian hàng hoa, hàng trái cây bán ngày Tết. Bà con cũng đi mua khá là nhộn nhịp. Hoa Tết. Xe nhộn nhịp. Đây có bán hoa này mọi người. Bắt đầu. Bắt đầu. Dạ. Dạ 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 đẹp đấy, quay là người đẹp hoa đẹp rồi bà con ghé ủng hộ nghe. Ngay chỗ chợ An Lộ gian hàng số mấy đây ó? Lô số 3. Nhà lô số 3 rồi. Bà chủ bán hoa đây. Dạ. Ghé mua ủng hộ bà con này. Người đẹp hoa đẹp mà không mua nữa thôi đó. Một cây này là bao nhiêu tiền? Cây này là 1.3 triệu. Cây này là 1.3 triệu hả? Còn cây bên đi giống nhau hả? Cây này 1.2 triệu, đi theo coi. 1.2 triệu, nói chung là hai cùng chênh không bao nhiêu đúng không? Rồi, hoa An Lộ. Đào rất là đẹp luôn, nở hoa vừa đẹp. Rồi, cảm ơn ngon nha. Rồi. Cái đào đây. Một Tết. Bán bao lì xì. Hoa nhựa.
Ồ, ngồi nắng nữa ồ. Mua đi ó, mua đi hoa đi ó. Dạ. Đây bà con ơi, này là gửi xe, lấy xe về đây. Đấy. Mình thấy góc nào chờ ăn lộ thì cũng đông hết mọi người nhá. Dạ, ồ. Ồ, bà Hà Đức ơi. Dạ, quay đồ. Quay đồ. Dạ, mười mô đẹp hết. Tết là người mô đẹp hết. Cầu ăn lộ cả chà. Bên này là có rất là nhiều hoa bán ở khu vực cái đường rẽ xuống bên cạnh cầu ăn lộ này. Đây, bà con thấy hoa cúc này. Mình cập nhật rồi con, cạnh xe chở hoa này. Đây là khu vực ăn lộ đây, bán cúc, trong này bán hoa cúc nhiều này. Mình chỉ nghĩ là một vườn cúc luôn cả nhà. À, khu vực này là hoa chở ăn lộ, mình thấy cũng rất là nhiều đấy. Chị một năm gặp nhau này. Bữa chưa bán được không chị? Chưa thầy nữa. Chưa thấy nữa hả? Bà con chắc đợi đó, đợi ngay 2 ngày nữa. Dạ, nắng lên rồi. Cái mấy cuộc to đẹp ấy. Năm đi cuộc cũng mắc dạ thì mắc à? À. Một cuộc ít à? Là em người lấy ngang thôi. Ôn đi à? Năm đi đâu rồi đi là giúp đỡ đây. Dạ. Tới việc là quả nắng. Dạ. Mấy cái đợt đi về thăm vườn em thấy cũng chưa ra, có một số lô nó chưa ra này. Thì em đi đặt cọc là đi thế này. À. Đặt cọc là đi được gì đi chứ không được gì đi mới này. À, đặt cọc xíu là gì đi thôi. Dạ. Mà đi là về là mình là đi là giúp cảm ơn. À, mừng lắm rồi đấy. À, đi là vừa đẹp rồi đấy. Đi là đẹp đấy, Huyền. Dạ. Đi là giúp cảm ơn. À, đúng đẹp đấy. Dạ. Chị có thể giới thiệu khoảng một cặp đấy bao nhiêu tiền cho bà con biết được không? À, nắm đi giả thị trường hàng dọc cái năm ngoài em là cùng 500. Dạ. 700. Dạ. À, nếu như dân em báo chờ. Dạ. Xá đi mình sẽ bỏ 5 ca tiền được. À dạ, dạ. Dạ. Là mình báo chờ. Gần là khoảng bao nhiêu cây là chị chở được cho bà con? À, khoảng 5 cây hay 10 cây? 5 cây à? 5 cây được luôn. Còn 5 cây trở lui là chở được, còn 10 cây là hỗ trợ thêm chút xíu ấy. Dạ, thêm sẽ thu của người ta. Dạ. Đẹp lắm mọi người, mấy chỗ như thế này là chị lựa lấy đầu vào cũng rất là đẹp đó. Hoa nở đẹp mà vừa Tết luôn. Nắm nữa thì đẹp. Dạ. Có thể cái vừa bầm và to. Hoa to hả? Điều chắc nó đẹp lắm, cái anh quanh nhỏ nhỏ. Dạ, đều đấy. Con dưới đi đỏ là cầm cặp 500 thôi. Cặp 500 này, nhỏ hơn, dầu nhỏ hơn mọi người này. Còn này là mâm xôi của dạ. Đà Lạt. Đà Lạt. Cái này là một cặp khoảng tầm bao nhiêu vậy? 600 ngàn. 600 ngàn một cặp hay là một dầu? Một chầu 300. Một chầu 300. Hai chầu là 600. Hai chầu 600. Còn cuộc hai chầu to đó, ví dụ như chầu to đó là một chầu khoảng bao nhiêu tiền? 3 triệu một chậu. Đẹp mà em thấy chậu đẹp. Chậu này là 1 triệu. Ngoài ra chị còn bán gì thêm được không? Cái một rừng hoa được rồi. Đi mua đi là cũng là rừng hoa luôn anh. À, là của trong đó của chị luôn hả? À. Loại này loại 1 đây hay là 1 đây hả? Với chậu cho bà con quay. 5 người. Dạ. 5 người đó. Trong này nữa. Ồ, trong này của chị luôn à? Đây là bộ rừng hoa của em, nó cảnh của em. Ồ, chị năm nay nhập mấy trăm cặp, mà kể cả tất cả loại hoa là mấy trăm cặp chị? À, mấy trăm chậu. Hoa cúc là 200 cặp. Cuộc năm đi mắc quả trong 50 chậu. 50 chậu. Dạ, có bên kia là của họ hay là của em đó. Ồ. Từ đây cho đến chị chị là đại gia hoa rồi đó. Còn à, Tết này hy vọng bán tốt này là đại gia tiền. Giống chứ, giống chứ. Dạ. Nếu yeah. Công năm đi khen là xử lý trong hoa đẹp bây giờ thiệt ra là vì gió thời tiết. Dạ vậy đó. Cái yeah. Điều đó cái hoa đi là bầm mà đẹp này. Dạ. Yeah. Cái hoa rất là to. Đúng là đẹp luôn, em thấy cây đều đẹp luôn á. Chị nhìn lượt. Còn mà cái này chị em nghĩ là chị lựa cái lô hàng cũng đẹp đấy. Ủa cái 2 lông tay được. Một chậu 350 nghìn. Dạ, với là cặp 700 thôi. Cặp 700, dạ. Đẹp. Những cái lô hàng của chị nó chỗ chờ ăn lộ đây mọi người, góc cầu ăn lộ mọi người ghé mua ủng hộ bà con cho nó về ăn Tết cho nó sớm của tội. Chứ ăn bờ ngủ bụi mấy ngày trời, 10 ngày trời là chị bán mấy ngày rồi? À, tới cái im chứ là ngoài dưới là cũng được mấy mấy ngày rồi. Ngày 15 à? 15 là bây giờ là cũng 13, 12 ngày rồi. 13 ngày rồi. Mày thấy chưa nắng
tháng đầu này đó. Chưa chưa mấy nữa hả? Chưa được được 30% chứ. Đây, đây các bạn thấy cái không khí ở ngay góc các bạn. Đây, khu vực bán hoa của chợ. Chợ ăn lố đi xuống. Khu vực này bán rất là nhiều mọi người. Này chuối này. Lắc này quay lui. Anh mở tay rồi anh. Dạ. Yeah. À cuộc bonsai hả? À cuộc chum. Bonsai, cuộc chum. Dạ. Yeah. Mấy cái này nhìn ấn tượng là mấy chậu đẹp với lại cây đẹp. Năm nay mình nhập hoa nhiều không anh? Cũng vừa. Vừa thôi. Dạ. Mấy chậu này đẹp. Chậu này thường là mình để trong băng hay là để ngoài? Để ngoài được trong băng. À cái này dễ chơi hả? Để trong được, để ngoài được. À. Ra thì để đâu. Dạ. Cái trong này có bán hoa cúc, ngoài này bán hoa mai. Anh vậy đó. Dạ 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 dạ. Anh review đi, anh review hả? Dạ em quay thôi chứ còn không review gì cả, giới thiệu cho bà con. Dạ dạ để đi. Quay cho em rồi anh. Dạ dạ. Anh ơi đúng anh mua sợi dây đấy, mua sợi đó đúng sợi dây á. Dạ dạ dạ. Này hoa mai. Mai này mai Bình Định gì hết? Dạ mai Bình Định. Dạ. Em kính hả? Trần Bình. Yeah. Trần Bình official. Bao ship, yeah. Bao ship, bao ship. Một chậu bao nhiêu? Một chậu 1,5 triệu. Dạ, 1,5 triệu. Dạ. Yeah. Nguyên chậu luôn hả? Hay là đây? Nguyên chậu luôn. Nguyên chậu luôn. Mà con lựa, ghẻ lựa. Con ghẻ lựa. Dạ. Review à? Anh em ơi, dạ. Được điện lắm anh à. Review. Dạ. Dạ. Vậy chị lên là... Ba này là một ba chủ của đại lý mai của Bình Định đấy. À. Vậy cho sắc 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 chỉ cho bà con nhận ra chứ. Dạ. Chị làm bên lĩnh vực mô. Dạ. Chị làm bên lĩnh vực mô. Bất động sản hả? Dạ. À, chị chưa chuyển sang hoa nữa, chịu gì nói. Dạ. Giờ chuyển sang hoa nữa thì chịu gì nói. Dạ. Em mang gì em gọi là thì. Mang gì làm hết. Bảo hiểm này hả? Bảo hiểm. À. AI. AI à? Bất động sản. Gì nữa? Giới thiệu hết. Dạ rồi, cảm ơn chị. Mấy chị vui. Tôi văn hoa đào. Dạ. Dạ chờ ăn lỗ đấy. Chờ Tết ăn lỗ, chờ hoa ăn lỗ. Chờ đi vô chợ Tết ăn lỗ vui quá trời luôn. Đây lỗ hoa đào, đào mình chú bán à? Dạ. Mình có thể giới thiệu một vài cây cho bà con biết được không chú? Có. Dạ. Cái này 2-3 cỡ tiền là. À 2-3 cỡ tiền luôn hả? Loại này là 600. Loại này 600 một chậu. Để quay kia xuất sắc cho bà con coi nè. Cho bà con xem. Hoa đào. Cái này 600, còn loài nào 500. Loài không có chậu. Không có chậu là 500. Dạ. Còn mấy chậu to đó là bao nhiêu tiền chị? Dạ, chậu to 1,8 triệu. À từ 800 đến 1 triệu. Dạ. Ồ, à, đào mọi người nhá. Trong kia thì nhiều lắm bà con tới lựa. Dạ. Đào Hải Dương. Dạ. Hoa ra nở đẹp luôn. Hoa đào năm nay đúng Tết. Hoa mai thì hơi trễ chút xíu. Dạ. Bà con năm nay chơi đào nhiều nữa, chẳng có không biết anh chị bán có được không? Tầm tầm. Dạ, dạ rồi, chúc anh chị bán nhanh hết về tới ăn Tết sớm ấy. Dạ. Ở đây thúc. Đây bà con bán quật này. Cái này có quật luôn hả? Rồi dưới kia bà con nhiều mọi người nhé. Để mình xin phép quay cập nhật đến đoạn này. À, bên này bà con có bán lụa tầm xuân nè. Vâng, quất. Sẽ ăn lụa cả nhà nhé. Quất, cúc. Nhiều quá chừng. Đây, bà con đang đi coi. Bên đó là cái lô hàng đào mọi người. Cây cũng khá là đều đẹp.
tôi nãy giờ là quan tâm nửa tiếng là mình tham quan và ghé thăm chợ An Lộ cả nha. Thì mình cũng cập nhật một vài cái hình ảnh ở trong ngôi chợ này. Ngày Tết sắp đến, bà con mua bán cũng nhộn nhịp. Chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị và các bạn trong video lần sau. Bye bye tất cả mọi người nhé. Bên này.